Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cho biết tổ chức này tự tin về các đánh giá kế hoạch xả nước thải hạt nhân từ nhà máy điện Fukushima Daiichi Nhật Bản. Động thái được đưa ra khi IAEA đang nhận nhiều chỉ trích từ phía Trung Quốc về các đánh giá này. Đề cập đến kế hoạch xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy điện Fukushima Daiichi ra biển, Tổng Giám đốc IAEA ông Rafael Grossi cho biết tổ chức này không đứng về phía bất kỳ quốc gia nào. Ông cũng khẳng định IAEA đưa ra kết luận dựa trên đánh giá khoa học cụ thể, chứ không phải tán thành hay khuyến nghị Nhật Bản nên triển khai kế hoạch này. Báo cáo tuyên bố kế hoạch của Nhật Bản phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn quốc tế. Chúng tôi nói rằng kế hoạch này phù hợp với các tiêu chuẩn. Chúng tôi không đứng về phía Nhật Bản hay Trung Quốc hoặc Hàn Quốc. Các tiêu chuẩn là áp dụng chung cho tất cả. Chúng tôi cũng sẽ xem xét các lập luận của Trung Quốc một cách nghiêm túc và cởi mở với các cuộc đối thoại. Mặc dù phía Trung Quốc cũng đã thể hiện rõ quan điểm, nhưng mà như tôi đã nói, tôi hoàn toàn tự tin về các kết luận và đánh giá của IAEA. Sau khi IAEA công bố đánh giá, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc đã tuyên bố phản đối kế hoạch của Nhật Bản, đồng thời cho biết đã triển khai giám sát môi trường đối với mức độ phóng xạ biển. Bắc Kinh cho rằng kế hoạch đổ nước thải ra biển của Tokyo còn nhiều vấn đề về độ tin cậy, cơ sở thanh lọc và tính hoàn thiện của phương án giám sát. Việc Trung Quốc giám sát bức xạ là để đưa ra những cảnh báo kịp thời nhằm bảo vệ thiết thực lợi ích quốc gia và sức khỏe người dân trong trường hợp phát hiện bất thường.